Hài hước màn xin ăn bá đạo của hai thanh niên bốn chân. Theo đó, quán nem chua rán này tậu được hai em nhân viên xíu hết ý. Cứ thấy khách đến là ra phục vụ tận tình. Đồ thì không biết bưng bê, nhưng được cái xin ăn là giỏi. Người ta đang ngồi ăn mà hai đứa nó cứ sắp vô, vừa liếc đĩa thịt thèm thuồng, vừa liếm mép thì ai mà chịu cho nổi. Đã thế một đứa lại còn diễn xiếc đứng bằng hai chân. Cưng như vậy thì đến thượng đế cũng phải nhả gấp hai miếng thịt trả công cho tụi này. Sau khi nhận được thông điệp từ chủ quán rằng hai đứa nó hiền lắm, bạn khách liền bồi dưỡng mỗi thanh niên một miếng thịt. Trong khi báo cô ghi đi ngay sang bàn khác để tiếp tục công cuộc xin ăn, thì bé còn lại vẫn đứng hai chân, mắt vẫn không rời khỏi đĩa nem chua rán, khiến thực khách không khỏi bật cười. Chân tay thì vẫn diễn trò mà mắt thì liền ngang lách dọc vậy đó. Bảo sao hai đứa này cứ mập ú béo tròn, có khi không phải do chủ quán nuôi tốt mà toàn là khách hàng vô béo giùm cũng nên. Con mắt nó lao lì vậy, nó nhìn xưa cái mềm nem á. Má hai con này ăn nem mà sống. Má. Má cái con mắt của nó kìa. Ai biết hả? Nhớ bấm like và đăng ký kênh nhé.